Rồi chúng ta tiếp nha các phần cuối trong video là chiếc G. Thì tại sao chúng ta phải dùng chiếc G? Trong một số trường hợp chúng ta cần lưu vết dữ liệu lại, theo dõi rằng ai đó đã chỉnh sửa dữ liệu của mình, ai đó đã xóa dữ liệu của mình, hoặc là có sự cố gì đó thì chúng ta ghi nó lại, mang vào cái nhật ký. Thì chiếc G có thể làm được chuyện đó. Chúng ta đặt chiếc G lên cái bảng, rồi khi mà cái điều kiện nào thỏa mãn thì cái chiếc G nó tự động nó bật lên nó chạy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng chiếc cơ để hỗ trợ các ràng buộc kiểm tra những cái dạng dữ liệu khi người dùng nhập hoặc là cập nhật gì đó. Nếu như nó không đúng ý đồ của mình thì mình không cho. Tuy nhiên việc sử dụng chiếc cơ này thì có thể gây rối ha, do đó xài hết sức cẩn thận. Khi sử dụng chiếc G thì các bạn phải định nghĩa là thời điểm chúng ta sử dụng là trước khi hành động của người dùng hay là sau khi hành động của người dùng xảy ra. Có ba cái hành động làm thay đổi dữ liệu, đó là thêm, sửa, xóa, thì ba cái này nó mới hiệu lực ha. Còn cái câu lệnh select thì chiếc G nó không có hiệu lực, nó không có chạy, nó không áp dụng, giờ nó không làm thay đổi dữ liệu. Và đối tượng là bảng bảng nào chúng ta phải chỉ định ra. Rồi mức kích hoạt là mức dòng lệnh, tức là khi người ta chạy một trong những cái lệnh này, hoặc là mức dòng dữ liệu, thì dòng dữ liệu có khi người ta mở trực tiếp lên bằng cái giao diện gì đó, người ta chỉnh sửa cho đó. Để tạo chiếc G thì cú pháp của chúng ta là create or replace. Sau đó tên nó là gì? Thời điểm xảy ra sự kiện là trước hay là sau khi người dùng cập nhật. Sự kiện là thêm, sửa, xóa nè. Trên cái bảng nào? Đây là mức câu lệnh. Còn đối với mức dòng dữ liệu thì cũng tương tự vậy. Chúng ta chỉ định thêm là for each row cho mỗi dòng. Nên bỏ chữ này ra nó trở thành mức câu lệnh. Thì trong môi trường checker nó có hai cái biến là old và new. Chúng ta có thể đổi tên thành cái biến khác. Còn không thì bỏ cái dòng này ra. Chúng ta vẫn gọi old và new thôi. Thì tự động nó hiểu. Đây. Trong checker khi mà chúng ta cập nhật dữ liệu á, chúng ta muốn lấy lại giá trị cũ thì gọi 2.old chấm tên cột, nó cho kết quả trước trước khi cập nhật. Còn 2.new trong tên cột là kết quả sau khi cập nhật. Còn đối với chiếc insert thì chúng ta chỉ có dữ liệu mới thôi. Đối với chiếc delete thì chúng ta chỉ có dữ liệu cũ mà không có dữ liệu mới. Mình gọi 2.old chấm tên cột hoặc là 2.new chấm tên cột là được ha, không cần khai báo gì cả. Tự động nó trả về kết quả. Rồi bây giờ giả sử như chúng ta viết thử cái sticker nào đó. Rồi xem lại dữ liệu trong bảng employee. Mình
bây giờ giả sử như chúng ta muốn viết cái checker để theo dõi ai đó đã chỉnh sửa dữ liệu của mình, giả sử như có một số cột dữ liệu nào đó liên quan đến tiền bạc gì đó nó nhạy cảm ha, chúng ta cần lưu vết lại. Giờ giả sử như cột tiền lương này đi, salary, giờ ai đã sửa trên cái cột này thì tôi lưu lại, người nào đã sửa, sửa lúc nào, giá trị trước khi sửa là gì và sau khi sửa là gì, và sửa của nhân viên nào. Mình phải nhớ lưu cái mã số nhân viên trong đây, tức là lưu cái trường mà khóa chính đó, để sau này mình mới truy xuất lại mới biết là của ai. Thì sau cái trigger các bạn tạo thì nó nằm trong đây nè, trigger thì mấy cái nhóm trước thì nó tạo rồi, bây giờ mình xóa cái này đi. Cú pháp xóa là drop trigger, tên trigger là gì, employee salary. Rồi bây giờ xóa luôn cái bản nhật ký kia đi. Đầu tiên là chúng ta phải tạo cái bảng nhật ký, bảng tạm để chúng ta lưu lại thông tin sau khi người ta cập nhật trong đây. Đây table tên bảng, muốn đặt cái gì đó thì tùy nha. Rồi cái bảng này có cột thứ nhất là người nào đã sửa, tên người dùng đã sửa, kiểu va cha độ rộng trăm, ví dụ gì, ngày sửa, nếu mà chỉ lưu ngày thôi thì chúng ta lưu kiểu đây ngày, còn các bạn muốn lưu luôn giờ phút giây á, thì nó có kiểu time stamp này nè, lưu ngày tháng năm với giờ phút giây luôn. Rồi sửa của nhân viên nào, mã nhân viên phải lưu cái khóa chính cho mày ha, cái dòng gì đó để nói sau này mình gà lại mình mới biết là của cái dòng nào trong bảng này. Giờ coi kiểu dữ liệu của nó là kiểu gì. Mã nhân viên là kiểu number đầu rộng 4 nè. Rồi cột kế tiếp là tiền lương trước khi sửa, old salary, salary đây nè, kiểu number 72, giá trị cũ và giá trị mới sau khi người dùng ai đó đã chỉnh sửa xong, new. Rồi cái bản nhật ký này có 4 cột, 5 cột, người nào đã sửa, sửa lúc nào, sửa của ai, giá trị cũ và giá trị mới là gì. Tạo cái bảng này ra và chúng ta không có cấp quyền cái bảng này, hoặc là chỉ ai được phép mới xem được thôi. Bây giờ tiếp theo mình sẽ tạo cái trigger, thì ai on replay trigger đặt tên là gì đó thì tùy ha, pay employee. Giờ quay lại coi cú pháp, người ai on replay trigger tên là gì, thời điểm và sự kiện trên bảng nào, thời điểm là before hay là after, ví dụ như after sau khi người dùng, sự kiện là cập nhật trên cái bảng employee ha. Cái bảng của mình là Scott gạch dưới employee thì sửa lại ha, coi là cái tên bảng của mình là gì thì ghi cho nó đúng. Cho mỗi dòng này là chúng ta làm mức dòng lệnh, mức dòng dữ liệu begin end. Rồi ở trong phân trigger này là chúng ta đơn giản là insert vô cái bảng nhật ký của mình thôi,
Sau khi người dùng cập nhật trên bảng nhân viên thì chúng ta insert vô bảng nhật ký, dùng lệnh insert into thành bảng employee log. Bảng này có 5 cột, chúng ta insert hết 5 cột thì khỏi cần chỉ định tên cột ở đây. Rồi value bây giờ cột đầu tiên là người nào đã sửa, thì trong Oracle nó có hỗ trợ mình cái hàm trả về người dùng hiện hành đó. Select user from dual để cho biết người nào đang kết nối vào cơ sở dữ liệu của cái section hiện hành. Ví dụ như là thầy đang kết nối bằng admin thì nó hiện ra tên admin. Rồi user user cái lưu vô cái edit user này ha. Rồi thứ hai là mình có cái ngày hệ thống đó, cái hàm ship day trả về kết quả là ngày hiện hành trong hệ thống, nó có giờ phút giây luôn á. Tuy nhiên ở đây nó chỉ hiển thị ngày tháng 5 thôi, ngày 3 tháng 10, ngày trên cái cloud đó. Thì dữ liệu của mình là kiểu timestamp nên nó insert giờ phút giây vô luôn. Thì mình lấy cái hàm ship đây, rồi cái cột user này là cho biết người nào sửa nè, ship đây là thời gian sửa nè, rồi sửa của nhân viên nào 2.o.employee.no, mã nhân viên. Cái mã nhân viên người ta không có sửa, do đó all new gì cũng được. Chúng ta gọi 2.o.tên cột là nó trả về giá trị tương ứng trước khi sửa hoặc sau khi sửa. Rồi mã nhân viên lưu đây 2.o.send tiền lương cũ, giá trị cũ này là 2.000 cáo nè, ví dụ vậy. Rồi 2.new.send là giá trị mới sau khi chỉnh sửa. Rồi như vậy tương ứng là cái lệnh insert của mình nó sẽ lưu vô 4 cột: người sửa, ngày sửa, sửa của ai, giá trị cũ và giá trị mới. Trong môi trường checker chúng ta gọi 2.o.tên cột là được bất kỳ cột nào trong cái bảng có liên quan đây, cái bảng mà mình chỉ định trên đây này. Ở đây thì không có commit được ha, trong checker thì không có để lệnh commit được, mình insert đi thôi. Rồi chúng ta thực thi cái checker này, nó compile rồi. Giờ mình test thử. Rồi bây giờ giả sử như tôi đây, sửa cái ông đầu tiên đi, đây tên bảng là nhân viên, set tên cột là san, tiền lương bằng nâng lên 3.000 đi. Where mã nhân viên là ông đầu tiên 7369 bằng ông lên 3.000. Rồi nó đã cập nhật rồi đúng không? Giờ mình coi là cái bảng gốc của mình có cập nhật chưa. Rồi tăng lên 3.000 rồi. Bây giờ chúng ta coi là cái bảng nhật ký rồi có nó lưu được không? Employee log. Đây. User admin ngày 23 tháng 10 lúc 0 giờ 25 phút này giờ trên cloud á. Mình lùi lại 6 giờ. Mã nhân viên này, giá trị cũ, giá trị mới. Ok. Như vậy tương tự vậy, ai đó xóa dữ liệu thì chúng ta cũng lưu lại được. Chúng ta có thể lưu nhiều cột hơn tùy theo mình mong muốn mình lưu cái gì. Thì mình tạo cái bảng nhật ký trên đây nè, chứa những cái cột đó. Ví dụ ai đó xóa một dòng trong bảng thì chúng ta cũng lấy được dữ liệu chúng ta lưu lại. Rồi bài tập kế tiếp, ví dụ kế tiếp ở trong đây,
viết một trigger để kiểm tra rằng khi người dùng nhập mới hoặc cập nhật trên cái bảng nhân viên mới thầy đó thì phải thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất là lương phải nhiều hơn thưởng. À, cái cột xanh này nè nó phải lớn hơn cái cột không. Cột salary nè, cột commission quay hầm nè. Lương phải nhiều hơn thưởng. Ví dụ trường hợp này là không được nè. Lương thấp hơn thưởng là không được nè. Trường hợp này không được nè. Rồi, thứ hai là lương mới phải cao hơn lương cũ. Ví dụ như trước đó ông có 2.000, bây giờ cập nhật ông lại thì ông phải 2.001, 2.002 gì đó, chứ không có thấp hơn. Và thứ ba là tăng không quá 10%. Ví dụ trước trước đó ông 2.000 thì 10% là 200, tăng 2.002 trở lại thôi, không vượt quá 10%. Chúng ta viết cái trigger nè, đặt tên ABC gì đó sau khi người dùng insert hoặc cập nhật trên các cái cột này của bảng này. Chúng ta có thể chỉ định tên cột luôn hoặc là khỏi cũng được cho mỗi dòng. Thì chúng ta làm gì, mình kiểm tra ngược lại ngược lại để mình báo lỗi. Nếu như new.san tức là giá trị lương mới người ta insert vô đó mà nhỏ hơn new.com, nhỏ hơn thưởng, lương mà nhỏ hơn thưởng thì báo lỗi. Thì đây là cái hàm reapplication error là thông báo lỗi thôi. Phía trước là cái mã lỗi, phía sau là cái message thông báo lỗi. Thì khi gặp cái hàm thông báo lỗi này nó tự động nó kết thúc cái trigger và người ta không có nhập được nữa. Nó không cho lưu dữ liệu vào. Cái hàm đó giải thích ở đây nè. Cái mã lỗi là cái ID từ âm 20.000 cho đến âm 20.999. 1.000 lỗi ha, từ âm 20.000 này tới số này. Những cái số khác thì Oracle nó giữ rồi, nó có cái thông điệp của nó rồi. Cái này nó dành cho người dùng. Rồi tương tự như vậy chúng ta kiểm tra điều kiện thứ hai. Else if nếu không thỏa mãn điều kiện trên. Nếu như lương mới mà nhỏ hơn lương cũ thì cũng báo lỗi luôn và kết thúc. Và trường hợp thứ ba là nếu mà lương mới tăng vượt quá 10% của lương cũ, tức là nhân với 1.1 nó lớn hơn này thì cũng báo lỗi luôn. Nên như vậy thì lọt cho một trong ba trường hợp này là sẽ bị lỗi và nó không cho insert vào hoặc là không cho cập nhật. Còn ngoài ra thì cập nhật được. Rồi các bạn chạy lại cái này ha, rồi sau đó cập nhật thử, tìm một cái user nào đó, ví dụ như cái này, kiểm tra mình update lại này đi, rồi nó thỏa mãn check ba trường hợp nó lại ha, rồi lương nó nhỏ hơn thưởng hoặc là tăng lương lên mà nó vượt quá 10% hay gì đó, mình test để kiểm tra lại ba trường hợp trên coi nó chạy đúng không. Thì các bạn làm xong rồi copy cái code dán vô cái buổi 11 rồi lưu lại. Ngoài ra nó còn bài tập ở dưới đây nữa. Đây. Về giả sử như trong cái bảng department này có thêm cột ngân sách để chứa ngân sách tối đa của từng phòng ban. Bây giờ cái bảng department làm lượt độ người dùng Scott đó. Lúc trước mình tạo là Scott gạch dưới dev thì gõ lại cho nó đúng. Cái này nó chưa có cột ngân sách. Bây giờ các bạn phải thêm cái cột ngân sách vô. Modify cái bảng này nè. Alter theo vô cái bảng này, add thêm column cái cột ngân sách budget. Rồi nhập ngân sách bao nhiêu tối đa, ví dụ phòng ban số 10 này là ngân sách tối đa là nhiêu. Thì để nhập cái số đó thì các bạn ước lượng lấy dữ liệu từ bảng nhân viên này nè. Trong bảng nhân viên này nó có mỗi phòng ban nó có lương này nè. Bây giờ phòng ban 20, phòng ban 20 mình sum hết phòng ban 20 lại nó ra tổng tiền lương là nhiêu. Dev no sum san từ cái bảng nhân viên group by chấm theo dev no sum của từng phòng ban lại, chạy thêm hai lần nữa cho nó dễ nhìn. Rồi
Đây là bảng tổng ngân sách, tổng tiền lương hiện có của các nhân viên nè, trong phòng 20, 10, 20, 30 nè. Ví dụ phòng 10 đi, hiện nay là nhân viên cộng lại là 9.500 rồi. Giờ giả sử như đây mình nhập khoảng 10.000 gì đó, mình nhập ngân sách tối đa của nó là 10.000, để ngồi mình tăng lương thử của ông nào đó, nó vượt quá số này coi nó có báo lỗi không. Hay là tương tự vậy, 20, 20 thì hiện nay nó có 13.000 mấy rồi nè, thì chúng ta nhập khoảng 13.500 hay gì đi, 13.500, để hồi nữa mình tăng cái ông kia lên 600 thử rồi nó vượt quá ngân sách, nó có báo lỗi không. Đi học mà lề mề vậy đó, hướng dẫn xong cho này nó mò vô. Có hướng dẫn là ha, xong rồi các bạn nhập vô dữ liệu, nhớ nhập tạo cái cột này trước, nhập dữ liệu cho đó rồi mới tạo trigger dưới đây ha. Tạo trigger đặt tên là gì đó, kiểm tra ngân sách sau khi người dùng insert hoặc là cập nhật trên cái bảng nhân viên. Cái này sửa cái tên bảng này lại cho nó đúng. Chúng ta viết cái con chó, khai báo con chó để chứa mã phòng và ngân sách từ cái bảng ngân sách này. À, mà lấy này vô để tham chiếu, để hồi mình so sánh có vượt quá cột này không. Rồi khai báo các cái biến trung gian, lưu ý cái tên bảng này sửa lại cho nó đúng. Mở con chó lên, lặp lại lấy dòng đầu tiên, lưu vô deno và onsan của phòng ban đó, mã phòng ban là ngân sách của phòng ban đó nè. Rồi sau đó chúng ta sum tiền lương từ cái bảng nhân viên tương ứng với phòng ban đó, mình kiểm tra cái sum tiền lương này là mã lớn hơn ngân sách thì báo lỗi. Rồi là kết thúc thôi. Rồi xong rồi xuống đây test lại thử, cập nhật thử một phòng ban nào đó nó vượt quá cái điều kiện cho phép, rồi vượt quá ngân sách thì nó báo lỗi không. Còn nếu như cập nhật nhân viên nào đó mà nó thấp hơn ngân sách thì nó có báo lỗi không. Tất cả đều phải test lại ha, và ghi cái câu lệnh mình test lại vô đây và nhận xét kết quả. Câu kế tiếp là tạo trigger để theo dõi cập nhật dữ liệu. Thì cái câu này thì mới làm xong đó, mới làm xong cái rồi luôn. Còn câu kế tiếp là tạo trigger để ngăn việc kiểm tra việc nhập dữ liệu. Bây giờ quay lại cái schema bảo hiểm ở cái bài buổi 2, buổi 3 gì đó, chúng ta tạo cái cơ sở dữ liệu bảo hiểm rồi. Còn ai chưa tạo thì deny luôn, không cho vô. Anh cái cơ sở dữ liệu bảo hiểm nó nằm ở đây nè, hồi đầu kỳ thì có xe cái thư mục này đó, đây là cái bảo hiểm này, download cái file này về. Thì trong đó nó có bốn bảng: đơn vị nè, khách hàng, loại bảo hiểm, thẻ bảo hiểm. Hình như buổi 2, buổi 3 gì đó có yêu cầu các bạn tạo rồi, nếu ai chưa tạo thì giờ phải ngồi download về tạo lại ha. Rồi tạo chiếc ngăn không cho thêm cái thẻ bảo hiểm khi khách hàng đã mua bảo hiểm loại này rồi và thẻ mua vẫn còn hiệu lực, tức là kiểm tra cái ngày kết thúc của thẻ bảo hiểm đó phải nhỏ hơn ship đây, nhưng mà chắc chắn là chạy lên cái nào cũng còn hiệu lực hết, là tại vì cái ngày trong đây nó cũ lắm rồi. Do đó các bạn phải cập nhật lại
cái ngày trong đây, cho một số cái nào nó hết hạn đi, nó trong cái thẻ bảo hiểm nè, nó có ngày bắt đầu với ngày kết thúc. Ngày kết thúc thì không có, trong buổi trước có cái làm cái bài nào đó chúng ta phải ép thêm cái vọng ngày kết thúc vô, rồi ngày kết thúc bằng ngày bắt đầu cộng thêm cái thời hạn này nè. Còn không thì bây giờ phải cộng bằng tay trong cái chương trình, lấy cái lệnh để cộng, lấy cái ngày này nè cộng thêm với cái thời hạn này, 6 tháng 3 tháng gì đó thì nó sẽ ra ngày kết thúc. Hồi trước nó có cái bài lúc tạo bảng hay gì đó, modify gì đó, nó có ép thêm cái gọt ngày kết thúc ở đây nè. Nhưng mà mấy cái ngày ở đây là nó cũ lắm rồi, tại dữ liệu này lâu rồi, năm 98, 99 rồi không, do đó các bạn phải sửa lại thử vài dòng à, cho nó thỏa mãn điều kiện gần đây. Còn không thôi cái nào nó cũng thỏa mãn là nhỏ hàng ngày hiện hành hết, nó không cho cập nhật. Điều kiện của mình là ngày kết thúc mà nhỏ hơn ship đây nè, ngày kết thúc nó sẽ bằng ngày bắt đầu cộng thời hạn. Nó có hàm admon 6 tháng sau, rồi sửa lại vài dòng gì đó để cho nó đừng có rớt vô cái điều kiện này. Tại vì hôm thì select ra là tất cả đều rơi vô trường hợp này hết, là nó báo lỗi này hết. Rồi sau đó test thử là có hàm admon mà để cộng vô cái ngày này 6 tháng nữa. Ok, câu kế tiếp, tất cả các cái lệnh test gì hết các bạn phải lưu lại hết ha, rồi giải thích cho mình làm gì. Tạo trigger tự động lưu dữ liệu. Nó giống như cái bài trên nhật ký trên thôi. Trong cái schema bảo hiểm đã tạo ở bài 2 thì sử dụng cái schema bảo hiểm đó. Tạo trigger để chèn dữ liệu vào bảng mức phí. Bây giờ giả sử như trong đây nó chưa có cái bảng mức phí thì các bạn phải tạo ra. Trong cơ sở dữ liệu này nó chưa có bảng mức phí, mình gửi dây table mức phí, nó giống như cái bảng nhật ký mình nãy tạo đó. Cái bảng mức phí nó có bốn gọt nè, mã loại nè, mức phí, ngày bắt đầu và người nào đã cập nhật. Thì khi người ta cập nhật trong cái bảng loại bảo hiểm này thì tự động mình lấy cái dòng đó mình insert vô đây, nó giống như là ai đó đã chỉnh sửa dữ liệu của mình lúc nãy đó. Rồi sau đó test thử, còn mở cái bảng nó lên coi thử đi sạch được không. Đó, đó là các bài tập các bạn làm sáng nay ha, phần chiếc cơ làm hết cái này nữa là coi như cái phần lập trình VL SQL của mình xong rồi. Thì mình còn chỉ còn một cái chương phía sau là lý thuyết về quản lý giao dịch thôi, các bạn tranh thủ thời gian đọc trước đi, cái đó lý thuyết thôi à. Thầy sẽ nói một số cái ý chính trong đó rồi các bạn tự đọc thêm. Rồi sau đó là thì khoảng tuần 15, 16 gì đó là mình cứ kiểm tra cuối kỳ được rồi. Bài tập cuối kỳ thì nó còn giống như cái bài tập tuần trước. Anh cho cái bài tập thì các bạn làm từ lúc tạo bảng cho đến viết hàm thủ tục trigger này. Rồi chèn một câu lý thuyết ở chương 3 vô. Thì làm bài tập rồi chừng khoảng 2-3 tiếng gì đó upload lên Google Drive là xong. Không có thi cử gì đâu. Trường hợp hai bài giống nhau thì sẽ gọi hai bạn đó lại để đối chánh ha. Rồi bây giờ nhiệm vụ sáng nay là làm trước cái này đi, trigger test ở trên cái ví dụ trên và tất cả các bài tập dưới đây, tất cả các trigger viết ra hàm thủ tục trigger, nói chung là mình viết cái gì cũng phải test lại kiểm tra lại coi nó chạy đúng ý không, rồi tất cả đều phải lưu lại cho cái file là upload lên buổi 11 ha. Năm mươi lăm phần trăm điểm còn lại không, 45 thôi, bài cuối kỳ 45%, còn 10% là thưởng phạt, là dừng thầy giao check cái thư mục này nó có upload bài không, như tuần đầu kiểm tra vậy đó, là ai mà không có bài đủ bài là bị mất điểm thôi, còn không có luôn thì fail luôn, nộp trễ không nộp gì đó là đều bị ghi nhận lại hết.
Hồi đầu học kỳ thì có dặn em mà ở trên đó nó tới 45% rồi đó. Nhưng mà các bạn làm bài tập không mà không kiểm tra cuối kỳ thì cũng không đủ, còn kiểm tra cuối kỳ mà không làm bài tập thì cũng không đủ luôn, phải có cả hai mới được ha. CT205 mất rồi, 2005 sáng 2 nè, 2005 chiều 4, 2005 sáng 7 đây. Còn cuối kỳ thì chắc lại lần nữa ha. Ví dụ các trường hợp bị ghi nhận gì là bị trừ điểm là chắc chắn là không có chạy đường nào khỏi, 10% nó động đó, còn mà quá là bị mất luôn, âm qua luôn. Ok, cứ làm bài đầy đủ cuối buổi upload lên rồi xong rồi còn thời gian thì chỉnh sửa upload đề lên lại sau, nhiều đó là đủ rồi. Rồi có ai có ý kiến gì không à, có câu hỏi gì nữa không? Rồi nếu không thì các bạn làm bài đi ha, làm xong tới cuối buổi làm được nhiều thì upload bài lên nhiều, rồi từ từ bổ sung tiếp thì ghi đề lên sau. Nhớ không có xóa nhầm từ một người khác nha, không là có mấy trường hợp rồi đó, nó phiền dữ lắm, không phục hồi được, chỉ biết ai xóa thôi nhưng mà không không phục hồi trên đây được, không có undo được. Ok, thầy kết thúc ở đây và các bạn làm bài đi.